Sau đây là hậu trường của bốn tứ đại mỹ nhân gặp nhau. Hello chị. Rồi còn tứ đại mỹ nhân này là gặp hoài nè. Hello chị. Hello, xin chào chị. Đó, bà tới đây là bà tác nghiệp gì đó các bạn. Dựa vào nhau, cười đi. Không cần dựa nhau. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. 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 Trời ơi, trời ơi, trước khi đi, chị Nắng của mình đã tranh thủ chụp một vài bô với hai chậu hoa trước nhà. Và bây giờ đại gia đình của chúng ta đang sắp xếp chỗ ngồi để ổn định và bắt đầu đi. Đó. Mọi người xem người mẫu kìa các bạn. Không ra kìa, sao bạn không ra kìa. Xin chào các bạn. Hello, hello. Bây giờ chị em chúng ta chuẩn bị đi ăn thôi nha mọi người. Chị Nắng đâu rồi? Hello. Trời, bà đẹp nhất nhớ mà tách bà ra mẹ luôn đi. Thôi, tách bà ra đi. Bây giờ thì gia đình mình đang chuẩn bị lên đường đến cái chợ đồ bán hải sản ở gần chỗ của mình đó các bạn. Nói tiếng gần nhá cũng xa lắm, ở DC cách 40 mấy phút lận. Và ở đây có một cái khuôn viên cũng khá là đẹp, mọi người xem nè. Rất là sầm uất. Thường thì những người đến đây chơi là ở tất cả các tiểu bang khác các bạn. Họ sẽ đổ về đây và họ tham quan ở nơi này, cũng như là họ đến đây họ ăn uống và vui chơi vào ngày cuối tuần. Cho nên ở cái nơi đây họ có những cái dịch vụ như là quần áo, shopping, rồi khách sạn, rồi có những cái quán bar và những quán bia để các bạn có thể uống nhâm nhi vài ly bia trong cái thời gian ngồi đó. Cái khuôn viên cũng khá là sang chảnh các bạn thấy không? Mình có thể đi đến đây là chụp hình với phim, làm vlog và làm những cái video giống như YouTube mấy chị em mình nè các bạn thấy không? Đó, đang tác nghiệp cực lực luôn mọi người. Và bây giờ các bạn đã đến tới cái khuôn viên đậu tàu của những cái người ở đây. Họ có những cái chiếc tàu thì họ sẽ thuê bãi và họ đậu ở nơi này các bạn. Thì sau đây thì mời tất cả mọi người cùng theo chân mình nha, tham quan cái khu vực ở đây nó có những gì nha các bạn. Khi mình đi đến cái quảng trường này mình thấy có một cái chỗ họ trang trí cũng khá là đẹp các bạn. Toàn là ngày nhạc của ốc thôi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đi dọc. Đây, bây giờ mình đã thấy cái chỗ bán cua rồi mọi người ơi. Hàng cua nữa các bạn. Trời ơi. Con này là hàng cua đá. Càng King Crab kìa. King Crab là nhiêu vậy hả? King Crab 35 đồng. Con này tôm. Anh cái tôm này tôm gì bự vậy anh? Đó, tôm nó kêu là tôm thai rồi stream tôm kêu tôm cọp được. Tôm cọp hả? Thật tăng lạc lắm. Đây nè các bạn. Đây là nguyên một cái hàng, nguyên cái hàng thực phẩm luôn. Y cái này của Tuyết nè, Kinh Quát nè. Cái này mình mua Kinh Quát về đăng rồi. Mình về nhà nha. Kinh Quát. Sau khi đi một vòng xem giá cả thì tất cả mọi người không ai chọn được món ăn nào hết và quyết định đi trở về kiếm một cái quán nào đó ăn. Xin chào các bạn, bây giờ hai chị em mình bây giờ tụt múa hết rồi, không có like quay video. Bây giờ hai chị em mình là sắp xỉu tại bàn rồi. Đi một vòng á chị, mình đi hết một vòng chợ cá, xong đi chợ cá xong cái không có gì ăn hết rồi. Đứng nha, thì nó kêu là 2 tiếng đồng hồ sau. 2 tiếng đồng hồ sau mới có đồ ăn. Cho nên bây giờ quyết định là không ăn ở đó nữa mà trở về Eden.
Rồi bắt đầu ăn ở ngoài Eden, các bạn thấy không? Đi một vòng cũng trở về La Mã thôi. Đó, rồi bây giờ ngồi đây. Đi quanh cho đời mỏi mệt. À đó, đi một vòng cũng trở về La Mã rồi ngồi lại đây. Không có duyên với ăn uống mọi người ơi. Đi chị em là cố tình lên trên đó là quyết tâm ăn hải sản mà không ăn được, phải vòng về đây cũng không có chỗ ăn luôn. Tiệm nó đóng cửa luôn. Cái tiệm đó nha. Cái tiệm nó đóng cửa luôn các bạn, nó không bán nữa. Mình canh cho nó rồi. Rồi sao đó? Nói tiếp cái tiệm seafood thì sao? Tiệm seafood ở đây nè. Thì cái tiệm seafood đó nó đóng cửa luôn các bạn. Đó rồi bà này. Ta đi vacation với bà. Bây giờ bà này hồi nãy là sắp xỉu nè, nạp năng lượng cho bà được một ổ bánh mì bé bé vậy nè. Còn bà này cũng chưa uống miếng nước, còn cái bà kia cũng sắp xỉu rồi, còn tôi là tôi xỉu nãy giờ rồi. Chết trước. Tôi chết trước rồi. Rồi bây giờ đang ngồi chờ treo mỏ nha các bạn. Ngồi đồ ăn nè. Lát nữa đồ ăn lên bắt đầu quay phim nha. À. Ok, bây giờ mình chờ nha. Sau một lúc á hả, đi vòng kiếm đồ ăn không có thì bây giờ mọi người cũng đã nạp đủ năng lượng rồi. Bây giờ chúng ta đi về thôi. Đó, đang phê nè bà ngoại. Bà ngoại ơi. Đó. Cái đẹp đó. Lần đầu tiên gặp cô Nắng mà kêu cô Nắng kẹp cổ vậy nè mới chịu nè đó. Nè đó. Mê gái rồi thấy không? Thấy gái hồi nãy. Hồi bữa thì đi theo cô Mai Vũ, bây giờ quên cô Mai rồi. Quên cô Mai rồi, thấy gái mới rồi. Thấy gái đẹp hơn. Thấy gái đẹp hơn quên rồi. Chị em mình đến quầy mua chè. Sau một ngày đi chơi mệt mỏi thì mấy chị em ở nhà đã rủ nhau đi mua chè và về ăn. Cũng coi như là kết thúc cái buổi đi chơi thật là vui vẻ ngày hôm nay. Thì mình cũng muốn quay sơ cho cả mọi người xem về cái tiệm chè chuyên về bán chè và xôi ở đây nè các bạn. Họ bán những cái đồ ăn rất là ngon. Và chợ Eden là nơi kết thúc video này. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mẹ con em ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại mọi người vào những video sau.